Chào mừng quý vị đến với một điểm tin giáo phận Phú Cường. Ngọc Hiếu xin mến chúc quý vị có một buổi tối an lành trong tình yêu Đức Kitô. Thông báo về việc phòng tránh dịch COVID-19 trong tình hình mới. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra rất phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đoàn rất cao tại nhiều nơi trên cả nước, Tòa Giám mục Giáo phận Phú Cường thông báo về các sinh hoạt mục vụ trong giáo phận. Xin mời quý vị cộng đoàn cùng nghe thư thông báo. Để thể hiện tinh thần trách nhiệm và chia sẻ định hướng chung toàn xã hội, đặc biệt theo chỉ thị của Bộ Nội vụ qua công văn số 1988 BNVTGCP, ký ngày 7 tháng 5 2021 và theo những thông báo kêu gọi của chính quyền các tỉnh và thành phố liên hệ, xin quý cha và anh chị em trong giáo phận tiếp tục thực hiện những điểm sau. Thứ nhất, quan tâm theo dõi những diễn biến của dịch bệnh và tùy tình hình cụ thể tại mỗi địa phương, hãy tích cực hưởng ứng lời kêu gọi và nghiêm túc tuân theo sự hướng dẫn của các cơ quan hữu trách trong việc phòng tránh dịch bệnh. Thứ hai, những người vì hoàn cảnh dịch bệnh không thể đến nhà thờ tham dự thánh lễ, có thể được phép miễn chuẩn luật buộc dự lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng. Tuy vẫn có bổn phận cầu nguyện tại nhà bằng cách lần hạt mân côi, suy gẫm và cầu nguyện với lời Chúa, tham dự thánh lễ trực tuyến và rước lễ thiêng liêng. Thứ ba, xin quý cha, quý tu sĩ và anh chị em tín hữu hãy thể hiện tình bác ái và sự hiệp thông của con cái Thiên Chúa, tích cực đồng hành và nâng đỡ những người đang gặp phải những khó khăn xác hồn, nhất là những người thân cận. Dù tình trạng dịch bệnh gây ra biết bao khó khăn và đau khổ, chúng ta hãy luôn tin tưởng và cậy trông vào quyền năng yêu thương của Chúa. Xin Chúa nâng đỡ, gìn giữ từng người chúng ta trong bình an của Chúa và cho cơn dịch bệnh này sớm chấm dứt. Đồng thời, chúng ta đừng quên xin Chúa thắp sáng niềm tin trong lòng mọi người, để tất cả hiểu được những điều tích cực và hữu ích mà chúng ta có thể rút tỉa được qua những khó khăn và thử thách vì dịch bệnh này. Đặc biệt, xin quý cha phát huy những sáng kiến mục vụ thực tiễn và phù hợp với hoàn cảnh cụ thể. Xin Chúa ban muôn phúc lành cho quý cha và anh chị em đã ấn ký Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường. Tin Giáo xứ Long Bình, Giáo hạt Tây Ninh. Giáo xứ Long Bình mừng lễ Thánh Giuse Thợ, bổn mạng giáo xứ. Thứ Bảy ngày 1 tháng 5 năm 2021, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, Giám mục Giáo phận Phú Cường, về thăm mục vụ Giáo xứ Long Bình và chủ sự Thánh lễ Thánh Giuse Thợ, bổn mạng giáo xứ. Trong dịp này, Đức cha Giuse cũng cử hành ban bí tích thêm sức cho 16 em của giáo xứ, đồng thời cho 17 em rước lễ lần đầu và 12 em tuyên hứa bao đồng. Thánh lễ được bắt đầu vào lúc 9 giờ, cùng đồng tế với Đức cha có cha Doan Võ Hoàn Sinh, hạt trưởng hạt Tây Ninh, cha Chánh xứ An Tôn Nguyễn Sĩ Quân cùng nhiều cha trong giáo hạt Tây Ninh. Mở đầu thánh lễ, Đức cha Giuse chúc mừng giáo xứ Long Bình nhân ngày lễ quan thầy của giáo xứ, cùng tất cả các em được lãnh nhận bí tích thêm sức, rước lễ lần đầu và tuyên hứa bao đồng hôm nay. Đức cha cũng nói lên ý nghĩa của nghi thức hôm nay, đồng thời Ngài mời gọi cộng đoàn hiện diện hiệp ý cầu nguyện để ơn Chúa Thánh Thần xuống dồi dào trên các em, cũng như quý phụ huynh và những người đã hướng dẫn, dạy dỗ các em. Trong phần giảng lễ, Đức cha chia sẻ với cộng đoàn phục vụ về mục đích và ý nghĩa của nghi thức ban phép thêm sức là ban ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần biến đổi mọi người từ con người cũ trở thành con người mới. Đức cha mời cộng đoàn cùng với các em lãnh nhận bí tích hôm nay hãy mở rộng tâm hồn để sống yêu thương, thánh thiện và đạo đức. Sau khi lặp lại lời tuyên xưng đức tin, nghi thức ban bí tích thêm sức được cử hành thật trang nghiêm và sốt sắng. Các em được ban sức mạnh đặc biệt của Chúa Thánh Thần ra đi làm chứng và bảo vệ đức tin bằng lời nói cũng như hành động, trở thành chiến sĩ của Đức Kitô. Đây là kỷ niệm đẹp mà các em mãi ghi nhớ trong suốt cuộc đời. Thánh lễ tiếp tục với nghi thức tuyên hứa bao đồng. Tính trọng thể của lễ nghi này nằm ở chỗ các em sẽ cầm nến sáng trên tay, đích thân nói lên lời tuyên xưng đức tin mà trước đây, khi các em lãnh nhận bí tích rửa tội, cha mẹ và người đỡ đầu đã tuyên xưng thay cho các em. Qua lời tuyên hứa,
quyết tâm theo Chúa Giêsu đến trọn đời để trở nên người Kitô hữu trọn lành và sốt sắng. Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện giáo xứ Long Bình đã có những lời cảm tạ tri ân đến Đức Cha Giuse, quý cha quý dì cùng giáo lý viên. Thánh lễ kết thúc vào lúc 11 giờ. Mọi người ra về trong niềm hân hoan vì được tham dự thánh lễ tạ ơn mừng bổn mạng giáo xứ, cũng như được tham dự vào nghi thức ban bí tích thêm sức và rước lễ tuyên hứa bao đồng. Nguyện xin Chúa Giêsu luôn ở cùng anh chị em. Một điểm tin giáo phận Phú Cường của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin tiếp tục đón xem và ủng hộ kênh truyền thông Giáo phận Phú Cường. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.